Chào mừng các bạn đến với kênh video của Goal Việt Nam. Lúc này thì người hâm mộ toàn thế giới vẫn đang hóng theo từng bước chân của Lionel Messi. Sáng sớm ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, Paris Saint-Germain đã công bố những hình ảnh đầu tiên của Messi trong màu áo mới. Không phải số 10, cũng không phải 19, Messi sẽ mang áo số 30 ở Paris Saint-Germain. Siêu sao người Argentina đã lên đường tới Barcelona, đến Paris vào tối qua. Messi đã đạt thỏa thuận với Paris Saint-Germain và xuất hiện ở Pháp với chiếc áo in dòng chữ "Đây là Paris". Trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông, đội bóng nước Pháp cũng đăng một đoạn phim dài chỉ hơn 10 giây úp mở về một sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Tất nhiên là khi nhìn thấy chiếc áo Argentina và 6 quả bóng vàng thì ai cũng biết nhân vật được nhắc đến là Messi. Buổi họp báo ra mắt của ngôi sao này dự kiến sẽ diễn ra vào 18 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Messi đã nhận được lời đề nghị chính thức từ PSG ngay sau buổi họp báo chia tay Barcelona. Anh có hai lựa chọn khác, nhưng đội bóng Pháp vẫn thuyết phục được Messi gia nhập. Cầu thủ 34 tuổi này thậm chí đã nói chuyện trực tiếp với huấn luyện viên trưởng PSG là ông Mauricio Pochettino. Hợp đồng của Messi với Paris Saint-Germain có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản gia hạn đến tháng 6 năm 2024. Đội chủ sân công viên các hoàng tử trả cho Messi mức lương 35 triệu euro mỗi năm, chưa tính các điều khoản phụ. Với việc chiêu mộ thành công Messi, PSG sẽ không mua Paul Pogba trong kỳ chuyển nhượng này. Nếu muốn đưa tiền vệ của Manchester United về sân công viên các hoàng tử, trước hết PSG sẽ phải đẩy đi khoảng 10 cầu thủ. PSG đã ký hợp đồng với 5 ngôi sao, trong đó có 4 cầu thủ gia nhập theo dạng tự do không mất phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, đội bóng nhà giàu nước Pháp vẫn phải trả một số tiền rất lớn ở các khoản phí lót tay, phí môi giới, cũng như tiền lương và các chế độ đãi ngộ. Dù vậy, đối với trường hợp của Pogba, PSG chỉ tạm hoãn chứ không từ bỏ hoàn toàn thương vụ này. Họ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của Pogba ở Manchester United để chuẩn bị chiêu mộ anh vào mùa hè năm sau. Pogba chỉ còn 1 năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford và chưa có ý định gia hạn. Tiền vệ này có thể tự do đàm phán với các câu lạc bộ khác từ tháng 1 năm sau. Trong lúc cả thế giới đang dõi theo Messi, có lẽ không nhiều người để ý rằng Raphael Varane vừa kết thúc cách ly sau khi đặt chân đến Manchester. Cầu thủ người Pháp đã thực hiện kiểm tra y tế và chỉ còn chờ các thủ tục cuối cùng trước khi chính thức gia nhập Quỷ Đỏ. Dự kiến, Varane sẽ ký hợp đồng với Manchester United trong hôm nay hoặc ngày mai. Đội chủ sân Old Trafford đang gấp rút hoàn tất các công việc giấy tờ để Varane có thể sớm tham gia tập luyện và được đăng ký thi đấu ở vòng 1 Ngoại hạng Anh. Varane chuyển đến Manchester United từ Real Madrid với giá chuyển nhượng 50 triệu euro. Anh sẽ ký hợp đồng 4 năm với Quỷ Đỏ với mức lương khoảng 12 triệu euro mỗi năm. Chuyển sang thông tin về bóng đá trong nước. Hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại làm việc với đội tuyển Việt Nam sau khi hoàn thành cách ly. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng có thêm một trợ lý đồng hương là huấn luyện viên Park Chung-kiên, vị huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội sẽ tham gia ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam theo lời mời của VFF. Về mặt lực lượng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đón tin vui từ Văn Toàn và Tiến Linh. Bộ đôi tuyển đạo này đã bình phục hoàn toàn chấn thương để trở lại tập luyện cùng toàn đội. Lúc này, đội tuyển Việt Nam chỉ còn một trường hợp phải tập riêng, đó là hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ sinh năm 1999 này vẫn đang tập hồi phục cùng các bác sĩ của đội tuyển theo phác đồ điều trị chấn thương. Văn Hậu từng thi đấu trở lại ở các trận đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra hồi tháng 6, nhưng anh chưa đạt trạng thái tốt nhất ở thời điểm đó.